Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin quan chức cấp cao tham nhũng, người được an ủi, kẻ bị truy nã. Một trong những phiên tòa xét xử giới chức lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam trong năm 2020 được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, có thể nói là trường hợp của cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ông bị đưa ra xét xử theo cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cựu thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bị khởi tố và bắt giam vào hồi cuối tháng 8 và phiên xử được tiến hành vào trong tuần tháng 12. Đây là hình ảnh ông Trương Việt Toàn, thẩm phán và là chủ tọa phiên tòa, xuống tận ghế dành cho bị cáo để bắt tay vỗ vai thân mật với ông Nguyễn Đức Chung trong phiên xử kín hôm 12 tháng 12. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung đã liên hệ với một cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an Việt Nam tên là Phạm Quang Dũng để tiếp cận tài liệu mật về vụ án Nhật Cường. Vụ án này liên quan đến buôn lậu, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Trong phiên tòa vào ngày 11 tháng 12, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Sau khi phiên tòa kết thúc, chủ tọa Trương Việt Toàn vẫn trong trang phục xét xử của thẩm phán đến bắt tay vỗ vai bị cáo Nguyễn Đức Chung và động viên ông Chung cải tạo tốt trong thời gian 5 năm. Động thái an ủi bị cáo Nguyễn Đức Chung của thẩm phán Trương Việt Toàn bị giới luật sư chỉ trích là không khách quan khi tiến hành tố tụng, trong khi dư luận cho rằng đó là hành vi gây phản cảm. Sau khi phiên tòa diễn ra, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo vào ngày 14 tháng 12 đã lên tiếng với đài tiếng nói EFA tại Mỹ rằng sự thân mật của ông Toàn với ông Chung là hành vi chưa từng thấy. Tôi cũng chưa đọc văn bản nào nghiêm cấm sự thân mật giữa hội đồng xét xử đối với bị cáo. Nhưng có một nguyên tắc bất thành văn là tất cả những người tham gia hội đồng xét xử không được phép tiếp xúc, trò chuyện với bị can, bị cáo tại tòa. Hành vi đó rất dễ chướng và khiến công chúng đặt câu hỏi và nghi ngờ tính công tâm của hội đồng xét xử. Trong khi đó, dưới góc độ luật pháp, luật sư Phạm Công Út nhận định rằng với ông Nguyễn Đức Chung thì đây mới là vụ án đầu tiên và chưa xem xét tới những vụ án tiếp theo. Qua kinh nghiệm cá nhân, luật sư Phạm Công Út cho rằng thông thường nếu như Nguyễn Đức Chung ngoan ngoãn thì hồ sơ có thể được xếp lại chỉ với một tội. Còn nếu như chống cự lại thì hồ sơ sẽ bị mở rộng điều tra. Luật sư Phạm Công Út nhấn mạnh rằng cũng có những trường hợp dù không chống cự lại, cơ quan tố tụng vẫn mở rộng điều tra theo chỉ đạo từ Bộ Chính trị đối với các quan chức cấp cao. Và như thế sẽ có những tội danh tiếp theo đối với ông Nguyễn Đức Chung. Tại vì đối với một quan chức, khi tay đã nhúng chàm thì không phải nhúng một lần trong cả cuộc đời của họ mà có thể nhúng nhiều lần. Đây là một vụ án mới mở màn mà thôi. Đây là hình ảnh cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bị truy nã đỏ theo Công an Việt Nam chia sẻ. Ông Nguyễn Đức Chung còn dính líu đến vụ án nữa mà người ta đang điều tra tổng hợp hình phạt đối với ông Nguyễn Đức Chung nếu án số tối đa thì đến 30 năm. Vụ án mở màn 5 năm tù thì thấy là nhẹ, nhưng những vụ sau chưa chắc sẽ là nhẹ. Còn cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thì bị truy nã đỏ. Một nhân vật lãnh đạo cấp cao của Bộ là Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol truy nã đỏ. Đây là thông tin được Bộ Công an đưa ra và gây chú ý trong đầu tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, khi tra cứu trên trang web của Interpol thì không hề thấy thông tin bị truy nã đỏ như vậy. Và bà Hồ Thị Kim Thoa bị cáo buộc có liên quan trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm. Tất cả bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tài sản và xảy ra tại Bộ Công Thương và Sabeco Sài Gòn. Vụ án này dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 1 năm 2021. Chánh văn phòng Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Tô Ân Sô tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối ngày 2 tháng 12 cho biết, bà Hồ Thị Kim Thoa bị cáo buộc có những sai phạm trong việc để lô đất vàng 246 ở Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bà Hồ Thị Kim Thoa vào hồi tháng 9 và sau đó Interpol cũng truy nã đỏ đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Tại buổi họp báo vào ngày 2 tháng 12, Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết thêm rằng bà Hồ Thị Kim Thoa đã xuất cảnh vào đầu tháng 9 và Bộ Công an chưa nhận được thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ ở nước ngoài. Đồng thời, Bộ Công an cũng đề nghị gia đình vận động cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa về nước đầu thú để hưởng khoan hồng. Đài FA ghi nhận thông tin vừa nêu khiến không ít người quan tâm đặt câu hỏi
liệu số phận của bà Hồ Thị Kim Thoa sẽ có thể tương tự như kịch bản cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thành trước đây hay không. Ông Trịnh Xuân Thành được cho là đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Đức vào hồi tháng 7 năm 2017 và sau đó xuất hiện trên hệ thống truyền hình nhà nước Việt Nam khai rằng ông tự nguyện về đầu thú. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thành đang ở Berlin, Đức xin tị nạn, bỗng nhiên đã xuất hiện tại Hà Nội trên VTV với thông tin tự ra đầu thú. Trong khi tung tích của bà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chưa biết thế nào, thì từ Berlin, tờ Thời báo.de từng cập nhật việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức, từ Berlin cũng nhận định rằng sẽ còn các quan chức khác ở Việt Nam tiếp tục chạy ra nước ngoài để thoát thân khỏi các cáo buộc tham nhũng. Thông tin cho biết, theo tôi nghĩ, những vấn đề như kiểu Việt Nam chống tham nhũng thì việc này vẫn còn tiếp tục diễn ra. Bởi vì trong thực tế, việc chống tham nhũng ở Việt Nam không được xử lý một cách rốt ráo và tận gốc rễ của vấn đề. Đó là cơ chế độc quyền, độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm sinh ra tham nhũng tại cũng chỉ vì có những cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ cấp thấp cho đến cấp cao mới có thể tham nhũng được. Chức vụ càng lớn thì tham nhũng càng nhiều. Và việc này sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, kể cả sau Đại hội Đảng lần thứ 13 và kể cả sau khi ông Nguyễn Phú Trọng không còn làm Tổng Bí thư nữa. Tình trạng tham nhũng sẽ càng diễn ra một cách kín đáo hơn và càng khó khăn hơn trong công việc chống tham nhũng sau này. Cho nên, việc các quan chức tiếp tục chạy ra nước ngoài để bảo toàn tính mạng của mình và để chuẩn bị cho việc hạ cánh an toàn sẽ còn tiếp tục diễn ra. Cũng thông tin cho biết thêm, qua quan sát chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động, có ghi nhận rằng quá trình đốt lò tuy được hô hào mạnh mẽ nhưng số lượng và hiệu quả không được bao nhiêu. Và có thể thấy khá rõ rằng số người bị đưa ra xét xử thì đa số thuộc phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đó là một cuộc thanh trừng nội bộ. Và rõ ràng là các quan chức cấp cao mà chỉ bị những án lệ cáo buộc mà tòa án đưa ra thì nhiều các việc rất mơ hồ như lợi dụng chức vụ và quyền hạn và vân vân. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 12, ông Đinh La Thăng đề nghị hội đồng xét xử bác bỏ toàn bộ nội dung bản cáo trạng bởi cho rằng đó là những cáo trạng trên trời, hoàn toàn không có căn cứ và hết sức vô cảm. Ông nói, hàng ngày tôi phải chịu tù đầy, tra tay vào còng, phơi mặt trên báo. Vì vậy, theo quyền và luật, hội đồng xét xử hãy cho tôi được nói và được nói sự thật, bị cáo nghẹn giọng nói tiếp. Cũng thông tin từ tờ Thời báo chia sẻ, nhưng nhiều người lại không có bằng chứng cho thấy họ tham nhũng, họ lấy tiền như việc ông Đinh La Thăng đã nói thẳng trong phiên tòa xét xử tại Sài Gòn vừa qua như thế. Và cựu ủy viên Bộ Chính trị ông Đinh La Thăng khẳng định vô tội. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 12 đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị và cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, mức án 10 đến 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Và truyền thông nhà nước Việt Nam trong cùng tại 18 tháng 12 cho hay ông Đinh La Thăng khẳng định mình không có tội và nói viện kiểm sát áp dụng luật pháp không đúng. Ông Đinh La Thăng kêu gọi hãy đối xử công bằng với ông. Và đến ngày 21 tháng 12, báo giới nhà nước Việt Nam lại cập nhật thông tin cho biết ông Đinh La Thăng tuyên bố không có chứng cứ buộc tội ông và các bị cáo và vụ án không có thiệt hại. Ông Đinh La Thăng hoàn toàn bác bỏ cáo buộc của viện kiểm sát. Và ngay lập tức thông tin tiếp theo được đưa ra rằng lý giải về hiện tượng phản kháng của ông Đinh La Thăng trong lần bị cáo buộc tội này như sau. Ở Việt Nam, như chúng ta đã biết là không có tam quyền phân lập, cho nên những án đã tuyên thường là những án bỏ túi hết. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt những bản án đó cho các cán bộ của họ rồi và cứ như thế khi đưa ra xét xử. Như trường hợp của ông Đinh La Thăng chẳng hạn, họ sẽ sửa đi sửa lại và tiếp tục sửa nữa. Hay ngay cả ông Nguyễn Đức Chung, tôi cho rằng họ cũng sẽ tiếp tục xử tiếp. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Hiến, Đô đốc Tư lệnh Hải quân, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng 7 người bị xét xử sơ thẩm tại Tòa án Quân sự Thủ đô. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến được giảm án tù, trong khi cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng phản kháng tại tòa, chống lại cáo trạng dành cho ông, thì tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 11 tháng 12, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên giảm 6 tháng tù giam cho bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào hạ tuần tháng 5, cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến bị tuyên án tới 4 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Đinh Ngọc Hệ, bị cho là có liên quan sai phạm tại các khu đất thuộc quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi của đài FA về trường hợp cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến được giảm án, luật sư Phạm Công Út nói rằng ông không thể trả lời chính xác liên quan đến vụ việc này, tuy nhiên có thể bản án được sắp xếp theo cách thức mà ông gọi là nằm ngoài phiên tòa. Qua quá trình nhiều năm, tôi biết những cách làm ngoài phiên tòa đều mang tính tiêu cực
thì mới được xử nhẹ. Đối với người dân đi ăn trộm con vịt bị tuyên 7 năm tù, trong khi trộm bí mật nhà nước bị tuyên còn 5 năm tù. Tội nào nghiêm trọng hơn tội nào, câu hỏi cũng được đặt ra. Điều đó dư luận cũng tự nhìn thấy được. Nhưng người ta cũng không thể lý giải tại sao quan chức thì lãnh án có 5 năm tù, còn người dân thấp cổ bế họng thì bị tuyên 7 năm tù. Và báo cáo của Chính phủ Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 cho thấy có 82 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm, tham nhũng. Trong số này có 69 người bị xử lý kỷ luật và 12 người bị xử lý hình sự. Đây là hình ảnh cựu Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, thủ phạm chính trong vụ Thủ Thiêm gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước và cũng là quốc công quỹ và tiền của nhân dân, đẩy hàng ngàn hộ dân vào cảnh khốn cùng suốt 20 năm, vẫn còn nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật. Một cư dân ở Sài Gòn không muốn nêu tên vào tối ngày 23 tháng 12 cũng đã chia sẻ với đài FA về cảm nghĩ của bà khi theo dõi các phiên tòa xét xử quan chức và cán bộ tham nhũng trong năm 2020 như sau. Nói chung, hiện tại tình hình gọi là chống tham nhũng hay cán cân công lý, người dân coi những phiên tòa và cảm thấy nực cười. Tại vì chẳng hạn, một người kinh doanh vay tiền ngân hàng và làm ăn thua lỗ thì bị ghép vô tội về kinh tế vì bị bắt bỏ tù, có thể bị chung thân hay tử hình. Lật lại vụ án như Nguyễn Văn Mười, Hai hay Tăng Minh Phụng v.v. họ bị mất đất, đai, tài sản v.v. và mất luôn mạng sống. Nhưng đối với quan chức đứng đầu thành phố như vụ án Nguyễn Đức Chung, ăn cắp tài liệu bí mật của nhà nước v.v. thì đó là tội chính trị mà lại bị tuyên án còn 5 năm tù. Trong khi đó, có người lên mạng xã hội như YouTube nói lên chính kiến của họ, phản kháng những bất công trong xã hội thì bị ghép vào tội lạm dụng quyền tự do cá nhân để chống đối nhà nước. Tôi coi các phiên tòa mà thấy có thể nói là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Còn phần chìm thì không ai biết được. Người ta gọi quan bênh quan, huyện bênh huyện, một trò hề cho vui mà thôi. Trong cùng ngày 23 tháng 12, Bí thư phố Hà Nội ông Vương Đình Huệ tại hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng của thủ đô vào năm 2013 cho đến 2020 triển khai nhiệm vụ trong năm 2021 cũng tuyên bố rằng công tác phòng chống tham nhũng có thể coi là đặc sản của Hà Nội. Và khi đề cập đến thông tin này, cư dân ẩn danh ở Sài Gòn cũng buông lời nói món phở chứ danh ở Hà Nội bây giờ phải nhường cho đặc sản chống tham nhũng của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020 với bản tin quan chức cấp cao tham nhũng, người được an ủi, kẻ bị truy nã. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.